Bạn hỏi rằng giữa hai chiếc răng cửa có một khe thưa do răng khểnh mọc ra thì lớp da trên răng lớp da ở bên trên có tràn xuống không? Câu hỏi này hơi khó hiểu. Thì theo mình hiểu thì có phải là bạn muốn hỏi rằng cái vùng niêm mạc lợi có che lấp cái lỗ hở của giữa hai răng cửa đấy không? Sau khi mà bỏ răng khểnh, nếu mà những cái khe thưa đấy nó nhỏ thì có thể lợi nó bò xuống che lấp được. Nhưng nếu khe thưa lớn thì phải dùng các biện pháp để đưa hai chiếc răng thưa đó về sát cạnh vị trí nhau, khi đó lợi nó mới lấp chỗ kín đó và tạo được vùng thẩm mỹ cho vùng răng cửa. Sâu răng ở giai đoạn đầu và chăm sóc kỹ thì vết sâu có tiếp tục phát triển không? Xin trả lời bạn như sau. Cái này bác sĩ phải khám thì mới xác định được là sâu răng giai đoạn đầu hay không. Và cái sâu răng này nó đã xuống đến lớp ngà bao nhiêu mm. Và các bác sĩ sẽ có các biện pháp để giúp bạn phòng tránh, như là bôi tăng cường betnifluor hoặc bôi SDF để làm chậm cái quá trình, làm ngừng cái lỗ sâu đó. Còn nếu như vết sâu đã quá lớn thì biện pháp hàn và lấy hết tổn thương sâu mới là cách để cho lỗ sâu không ngừng phát triển. Bạn hỏi rằng sau khi phẫu thuật tạo hình bàn lợi để kéo răng ngầm xuống và thấy cười khó thì có cần kiêng gì không? Cái cười khó này nó chỉ diễn ra trong giai đoạn đầu của quá trình sau phẫu thuật. Sau đó khoảng một tuần khi lợi đã lành thương rồi thì lợi sẽ hoàn toàn trở về bình thường, bạn sẽ cười nói bình thường được. Cho nên là bạn cũng không cần kiêng kỹ gì quá, chỉ cần bạn giữ vệ sinh sạch vùng đó, không để thức ăn đọng lại là được. Bạn hỏi rằng răng mọc nghiêng thì có ảnh hưởng gì không? Thứ nhất là phải xem răng đó mọc nghiêng là ở vị trí nào. Nếu như ở vùng răng cửa thì nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Còn nếu như vùng răng hàm thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến hướng dẫn ăn nhai, hoặc là nó sẽ tạo ra những khe hở lớn ở những răng bên cạnh và gây ra nhét thức ăn, viêm lợi. Người bị bệnh tiểu đường thì có nhổ răng 8 được hay không? Thì xin trả lời bạn như sau. Người bị bệnh tiểu đường khi mà nhổ răng, nếu như kiểm soát đường máu tốt và uống thuốc tiểu đường thường xuyên thì hoàn toàn có thể nhổ răng 8 được. Tuy nhiên quá trình chăm sóc thì các bác sĩ cần lưu ý đặc biệt hơn, và bệnh nhân cũng cần giữ vệ sinh tốt hơn, tránh để vùng đọng thức ăn đọng lại ở đó. Còn lại thì thủ thuật tiến hành nhổ răng 8 vẫn có thể tiến hành được.